Hôm nay quay video hướng dẫn anh em cách để chơi game Mud Empire. Mud Empire nhé. Đây, trò chơi đây. Chúng ta chỉ cần đăng ký game và bấm vào màn hình này. Đấy. Bấm này, trò chơi game rất là dễ, ai cũng chơi được nhé. Và tăng số xu lên. Đây, số xu đây. Đây là cách đầu tiên. Thứ hai là phần nâng cấp. Nâng cấp thì chúng ta có nhiều mục để nâng cấp. Đấy, ví dụ mất là 208k sẽ mỗi một giò sẽ tự động được 11.500 đồng xu. Tính vào lợi nhuận mỗi giờ đây. Đấy, thì mỗi giờ 10.500 đồng xu thì 10 tiếng sẽ là 110.000 115.000. Đấy. Đây là mình đang ở cấp độ 7. Lợi nhuận mỗi giờ 563,4 nghìn mỗi giờ. Đấy, đồng xu hiện nay là 500.000 đồng xu. Đấy, nó vẫn tăng theo từng giây từng giờ một nha. Đấy, nâng cấp có nhiều mục nâng cấp, và trong vài ngày đầu thì mình lấy hết số xu mình nâng cấp, sau vào trang chủ bấm như thế này và lấy xu về thì mình lại vào mục nâng cấp để mình nâng cấp lên để tăng số lượng mỗi giờ. Và hiện nay mình đang ở cấp độ 7, được 72% của cấp độ 7. Thế lên 100% thì sẽ nhảy lên cấp độ 8. Dự tính của mình sẽ nâng cấp đến 1 triệu một giờ là mình dừng lại, mình không nâng cấp nữa. Đấy, mục thứ ba ở phía dưới cùng là hội anh em, tức là sao? Tức là giới thiệu bạn bè. Bạn bè mà cũng làm như mình thì mình được đồng xu. Nhưng mà sẽ chờ họ làm xong thì app mới trả đồng xu về. Ví dụ chúng ta bấm vào đây được nhận đồng xu. Bạn này cũng làm như vậy mà mình nhận được đồng xu. Mình biết trước, mình giới thiệu cho bạn, bạn cũng có tâm, bạn đăng ký qua mình. Đấy, sau này thì khi mà cái đồng xu này quy đổi thành token để bán lên sàn lấy tiền, mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người bán để lấy tiền. Đấy, tiếp tục bấm vào đây nhận nhá. Thì đang 561k đây, số đồng xu gọi là số tiền đây, thì bấm vào nhận 15k nữa. Đấy, tăng lên 576k. Hiện nay mình đang giới thiệu ra 48 người, họ cũng đang làm giống mình. Tiếp tục là ở mục đàm phán này. Cái này thì mời bạn bè. Mời bạn bè lần thứ nhất thì họ tặng cho 5.000 đồng xu chẳng hạn. Người thứ 10 tặng cho 10.000 đồng xu, người thứ 15 tặng cho 15.000 đồng xu chẳng hạn. Cứ mỗi một lần tăng lên số lượng cao như thế thì họ sẽ thưởng thêm đồng xu. Và ở mục làm nhiệm vụ thì chúng ta tham gia kênh Telegram của họ, họ sẽ cho mình là 100.000 đồng xu. Mời 3 bạn thì tăng lên 25.000 đồng xu. Đấy, cứ làm nhiệm vụ như thế này thì mình đã làm nhiệm vụ hết và mình lấy được hết đồng xu rồi. Đấy, thế thì về đồng xu ở đây mình lại nâng cấp lên để lấy lợi nhuận mỗi giờ. Trong mình nâng đến 1 triệu một giờ là được, hoặc tùy mỗi người thích nâng bao nhiêu thì nâng, và có phần thưởng mỗi ngày. Đấy, phần thưởng thì hôm nay là mỗi một ngày vào đây bấm một lần, thì hôm nay mình bấm rồi, ngày hôm nay là mình đã lấy về 15k đồng xu, mình lại đem đi nâng cấp để tăng lợi nhuận mỗi giờ. Đấy, thì ngày mai là 50k, sau đến 100k, mỗi một ngày họ lại cho đến ngày 28 này là 50 triệu đồng xu luôn. Thật là khủng khiếp. Thì game này mình nghĩ là game của Việt Nam, nhưng kênh Telegram của họ ấy thì có rất là nhiều follow rồi, và trò chơi này là sẽ có rất là nhiều người, có thể lên đến hàng chục triệu người chơi. Thì nếu mà có nhiều người như vậy thì chắc chắn họ không lên sàn thì rất là phí, không tạo ra token rất là phí, mà game này rất là mượt mà lại có khuôn mặt của tỷ phú Elon Musk thì nổi tiếng trong meme giới kiếm tiền, ai cũng về tiền ảo ai cũng biết. Đấy, thế thì các bạn có thể vào Telegram, ai chưa có app Telegram thì tải app Telegram về, còn có rồi thì các bạn có thể lên đây gõ chữ A còng X99 3 số 9 nhá, CRIPTO. Đấy, A còng. Đấy, bấm vào mục kênh này. Ồ, hôm nay nó lại không hiện nhỉ. A thừa 1 số 9.
đấy, ba số 9 này, thì các bạn tìm đến cái kênh X99 CRIPTO ấy, thì mình có một cái kênh như vậy đấy, đây kênh đây, các bạn vào kênh xem đúng ba số 9 như này, t.me/x99 CRIPTO này, đấy thì đúng kênh của mình. Và mình cũng hay đào những cái đồng coin uy tín có thể lên được sàn để bán. Đây các bạn bấm vào bài ghim đây, mình tổng hợp các coin mà mình đang đào đây đấy, mọi người có thể đào thêm coin nào thì đào nhá. Mình sẽ lọc những coin uy tín ra. Và cái đồng mất Embrace này là do Tham Farm giới thiệu đấy. Tham Farm là một công ty tuyển dụng trên thế giới nổi tiếng rồi, và được quỹ đầu tư vào tận khoảng 50 triệu đô đầu tư ấy. Thì họ đang phát triển ra sàn giao dịch rồi, thì những cái ví rồi, thì những cái hệ sinh thái dành cho rất là nhiều mảng, trong đó có cả mảng game và mảng tuyển dụng. Rồi thì họ đang hình thành nên kế hoạch của họ rất là rộng, hình thành nên rất nhiều điều ấy. Đấy thì mọi người có thể tham gia ủng hộ mình nhé.